Thưa quý vị các bạn, để tiếp tục giúp ngư dân bám biển ở các ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa, thì bên cạnh vốn vay với lãi suất ưu đãi đặc biệt hiện đại hóa tàu cá, chính phủ còn hỗ trợ ngư dân 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật, 90% bảo hiểm thân tàu cùng với hàng loạt các ưu đãi khác. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi đối thoại với ngư dân Quảng Ngãi của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát diễn ra vào ngày hôm qua. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, Quảng Ngãi là địa phương có đội tàu khai thác thủy sản xa bờ quy mô lớn nhất cả nước, trong đó hành nghề chủ yếu ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Do vậy, chính phủ chủ trương hỗ trợ mức cao nhất để bà con nơi đây sản xuất trên biển đạt hiệu quả. Sự hiện diện làm ăn của ngư dân ở Hoàng Sa, Trường Sa cũng chính là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Nhiều chính sách ưu đãi cho ngư dân sẽ được áp dụng ngay, theo đó sẽ hỗ trợ 90% để đóng tàu vỏ thép, lãi suất 1%, năm đầu tiên không tính lãi. Đóng tàu vỏ gỗ được vay vốn 70%, trả lãi 3%, thời hạn đều là 11 năm. Ngư dân có thể sử dụng chính con tàu làm tài sản thế chấp để vay vốn. Riêng các tàu dịch vụ, cung ứng lương thực, nhiên liệu cho các tàu cá xa bờ, chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi năm khoảng 10 chuyến với kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Song hành với hiện đại hóa tàu cá, nhiều công trình cảng cá chuyên dụng được xây dựng, nâng cấp, nạo vét luồng lạch, đầu tư trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá với quy mô lớn, tạo cuộc sống ổn định cho bà con. Ngư dân cũng như doanh nghiệp làm ăn, sản xuất trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được ưu tiên miễn thuế thu nhập, thuế trước bạ, thuế tài nguyên, giá trị gia tăng, nguyên liệu nhập khẩu. Sau khi Quốc hội đã thông qua gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi đặc biệt, sẵn sàng giúp ngư dân hiện đại hóa tàu cá.